Clip này xin hướng dẫn các bạn thổi bài bụi phấn. Các bạn nghe thổi qua một lượt. Trước khi vào tập bài này, các bạn chuẩn bị một cây sáo si giáng và bản cảm âm. Tôi có đính kèm ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể ghi ra giấy hoặc các bạn theo dõi cảm âm ở trên màn hình. Câu đầu tiên. Nốt đầu tiên là nốt đô 2, chúng ta thổi mạnh. Ở trong phần cảm âm có gạch nối giữa nốt đô và nốt đô 2 và dê 2, tức là chúng ta luyến từ nốt đô lên nốt dê. Các bạn theo dõi. Đô là luyến từ đô lên dê. Dòng thứ hai, bụi phấn rơi, đọc nốt fa dê đô đô. Các bạn cũng tương tự luyến lên từ đô lên dê và lấy fa dê đô đô. Kèm theo rung hơi ở cuối câu fa dê đô đô. Dòng thứ ba, có hạt bụi nào, ở đây chúng ta bấm si giáng này, có hạt, đây là si giáng này, ở cái nốt son này là chữ hạt đấy, có hạt thì chúng ta lấy ở nốt son, cách lấy như sau. Ta nấy cái nốt son là nấy như thế này, si son son son. Dòng tiếp theo, dưới trên bục giàng, ở đây là nốt của chúng ta là nốt dê một, nhưng chúng ta lại tiếp tục luyến từ đô một lên này, si dê dê dê. Đây chúng ta lại lấy ở cái nốt này, tương tự nốt son nãy lấy ở đây, thì giờ dê chúng ta lấy này kèm theo luyến từ đô lên, rơi trên bục giàng. Câu tiếp theo, có hạt bụi nào, nốt của nó là chúng ta luyến từ son lên na này, có hạt bụi nào. Chúng ta vừa nhìn cảm ơn vừa nhìn ngón tay này, có hạt bụi nào, la mi này. Câu cuối cùng, vương trên tóc thầy,
Nốt cơ bản thì chỉ là son son lá phà. Ở phần cảm âm là tôi đã thêm cả láy vào rồi, luyến vào láy. Thì đây là nốt cơ bản này. Vương trên tóc thầy, thêm cả láy vào này. Dùng hơi ở cuối câu. Chúng ta sang cái phần điệp khúc này. Đọc nốt cơ bản này. Fa fa son fa do. Chúng ta thêm cả luyến láy này. Fa fa son fa do. Thầy em tóc như bạc thêm. Câu tiếp theo. Thầy em tóc như bạc thêm. Chúng ta đồng nốt này. La re fa mi re mi. Cái đoạn này nó hơi cao, tôi không thể hát lên được, thì các bạn chủ yếu là nhìn nốt và nhìn ở sáo nhé. La re fa mi re mi. La re fa mi re mi. Dùng hơi cuối câu. Đầu câu thì chúng ta nôn na, chúng ta luyến từ son lên. Bạc thêm vì bụi phấn. Đọc nốt này. La đô phà son la. Nốt cơ bản là la đô phà son la. Thêm vào luyến láy này. Cho em bài học hay. Nốt cơ bản nè. Son 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 fa. Son son fa son. Son son fa son do. Tôi thêm vào luyến láy này. Son son fa son do. Câu tiếp theo tương tự như cái đoạn đầu điệp khúc này. Mai sau, cái đoạn này nó cao cao, tôi sẽ hạ xuống một quãng tam. Mai sau lớn lên người. Là fa 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 son fa đồ. Đọc nốt này. Fa fa son fa đồ. Nốt đồ nó đang luyến từ D xuống này. Tất cả quãng hai nhá. Fa fa son fa đồ. Làm chậm. Làm lại lấy chỗ này nhé. Dòng tiếp theo. Làm nói sao này. Làm sao có thể nào quên. Đọc nốt này. La re fa mi re mi. Luyến từ son lên la. La re fa mi re mi. Câu cuối cùng à, gần cuối. Ngày xưa thầy dạy dỗ là đô phà son lá. Cũng luyến này, luyến này là khi em tuổi con thơ son son rè mi pha. Chú ý ở mỗi cái câu chuyển đoạn thì chúng ta có thể lấy cuối câu như này. Ví dụ nhé. Mai sau nữa lên người này.
Thì trước khi chuyển câu chỗ nào con lấy cái câu chỗ nào hay. Vâng, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.